Hello, chào mừng anh em đã quay trở lại với Thỏ Ngọc Anime. Anh em thấy đó, hầu hết những anh chàng nam chính với ngoại hình tầm thường hay yếu ớt chắc chắn sẽ bị mấy thanh niên não tô mặt giang hồ vì lý do nào đó mà làm phiền phải không nào? Tuy nhiên, với hào quang của mình thì chắc chắn họ sẽ khiến mấy anh kia ăn hanh cả củ. Hôm nay, hãy cùng với Thỏ Ngọc Anime đến ngay với Top 10 Anime có main trông yếu ớt nhưng lại sở hữu sức mạnh siêu ngầu. 10. Zuihou de Zhaohuanxi, thể loại hành động phiêu lưu drama fantasy harem. Cuộc gặp gỡ của một đầu bếp trẻ đầy tài năng với một cô gái đói xuất hiện trong nhà bếp của anh ấy đã thay đổi cuộc sống bình thường của anh mãi mãi. Dora, một linh hồn được triệu hồi và là một nữ thần thực sự dễ thương, giờ đây được gọi là chủ nhân. Tuy nhiên, anh ta không quan tâm chút nào và cố gắng bằng mọi cách để thoát khỏi hình bóng ma quái đó. Như định mệnh đã xảy ra, khi anh ta trở thành một summoner một cách tình cờ, cuộc đời sẽ không có đường quay trở lại. 9. Ao Ashi, thể loại thể thao seinen. Ashito Aoi là một cầu thủ bóng đá trẻ đầy khao khát đến từ một thị trấn vùng nông thôn ở Nhật Bản. Hy vọng vào được một trường trung học với một câu lạc bộ bóng đá giỏi đã tan thành mây khói khi anh gây ra một sự cố trong một trận đấu quan trọng cho cả đội của mình, dẫn đến việc họ bị loại khỏi giải đấu. Tuy nhiên, anh đã lọt vào mắt xanh của một người quan trọng tình cờ đến thăm từ Tokyo. Mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào đối với Ashito? 8. Summertime Brander, thể loại huyền bí siêu nhân hồi hộp shonen. Sau khi cha mẹ qua đời, Shinpei Azuro sống với chị em Yakofume, Mio và Ushio, nhưng anh đã chuyển đến sống riêng ở Tokyo. Nhưng sau khi Ushio chết đuối khi cố gắng cứu Shiori Obayakawa trẻ tuổi, anh ta trở về để thương tiếc sự ra đi của cô ấy. Tuy nhiên, những vết bầm tím quanh cổ của Ushio khiến cho nguyên nhân cái chết của cô bị nghi ngờ. Lùi lại một bước, Shinpei tin rằng phải có một lời giải thích khác. Các thực thể nguy hiểm đi lang thang giữa những người dân trên đảo và linh hồn của Ushio đã qua đời yêu cầu anh cứu Mio như yêu cầu cuối cùng của cô ấy. Anh ta chắc chắn rằng có điều gì đó đang xảy ra và cái chết của Ushio chỉ là một mảnh ghép. Với sự giúp đỡ của Mio và nhiều người khác, Shinpei đấu tranh để tạo ra một tương lai mà ở đó bạn bè và gia đình có thể sống sót. Nhưng anh ta càng điều tra thì một tương lai càng không thể xảy ra. Bóng tối này xâm nhập vào các hòn đảo quê hương của anh ta. Liệu anh ấy sẽ phải trải qua bao nhiêu đau khổ nữa trước khi tìm được con đường đúng đắn để cứu vãn tất cả? 7. Tate no Yushano Nariagari, thể loại hành động phiêu lưu drama fantasy. Tứ hiệp sĩ Hồng Y là một nhóm những người đàn ông bình thường từ Nhật Bản ngày nay được triệu tập đến vương quốc Meromach để trở thành vị cứu tinh của nó. Meromach là một quốc gia bị ảnh hưởng bởi thảm họa, đã nhiều lần tàn phá vùng đất và mang đến tai họa cho người dân trong nhiều thế kỷ. Bốn anh hùng lần lượt được trang bị cho một thanh gươm, giáo, cung và khiên để đánh bại những con quái vật từ thảm họa này. Naofumi Iwatani, một otaku bị nguyền rủa với số phận là anh hùng khiên, chỉ được trang bị một chiếc khiên nhỏ bé. Naofumi bị coi thường và chế giễu bởi các anh hùng khác và cả người dân của vương quốc do khả năng tấn công yếu ớt và tính cách mờ nhạt của mình. Khi các anh hùng được cung cấp tài nguyên và đồng đội để huấn luyện, Naofumi lên đường với người duy nhất sẵn sàng tham gia cùng với anh, Mati Meromach. Tuy nhiên, anh sớm bị cô phản bội và bị buộc tội hãm hiếp cô. Naofumi sau đó trở nên bị phân biệt đối xử và bị người dân Meromach ghét bỏ vì điều gì đó mà anh ấy đã không làm. Với một cơn bão dữ dội của sự tổn thương và ngờ vực trong lòng, Naofumi bắt đầu hành trình củng cố bản thân và danh tiếng. Tuy nhiên, để đi xa hơn nữa là rất khó khăn khi phải một mình chiến đấu. Vì vậy, Naofumi đã mua một nô lệ á nhân đang cận kề cái chết có tên là Raptalia để đồng hành cùng với anh trong chuyến du hành của mình. Khi làn sóng thảm họa tiếp cận vương quốc, Naofumi và Raptalia phải chiến đấu vì sự sống còn của vương quốc và bảo vệ người dân Meromach khỏi tương lai xấu số của họ. 6. Kazeno Stigma, thể loại hành động lãng mạn siêu nhân. Kazuma Yagami là một người sử dụng Fujutsu, khả năng điều khiển gió. Anh trở về ngôi nhà cũ của mình, gia đình Kanagi cao quý, sau khi bị trục xuất 4 năm trước vì không có khả năng kiểm soát lửa
và thất bại sau đó trong một cuộc đấu tay đôi dưới tay của người em họ trẻ hơn mình, Ayano Kanagi. Trở về sau một cuộc lưu đầy tàn bạo như vậy sẽ làm nảy sinh nhiều xung đột. Nhưng để làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn, một số thành viên gia đình Kanagi gần đây đã bị sát hại bằng Fujitsu. Điều này khiến gia đình Kanagi, bao gồm cả Ayano, nóng tính, nghi ngờ Kazuma là thủ phạm. Giờ đây, Kazuma không chỉ phải làm sạch tên của mình mà còn phải trợ giúp gia đình mà anh có mối thù hận để khám phá ra danh tính thực sự của kẻ giết người. Năm, Shizou Saikyo no Deshi Kenichi, thể loại hành động hài hước võ thuật học đường shonen. Nếu anh ấy không bị đánh đập trong câu lạc bộ karate sau giờ học, thì chỉ có thể thấy cậu học sinh trung học Kenichi Shirahama đang vùi đầu vào trong một cuốn sách giúp đỡ bản thân mà anh ấy mang theo mỗi ngày. Một ngày nọ, trên đường đến trường, Kenichi vô tình làm cho một học sinh mới sợ hãi, khiến cô ấy ném cậu xuống đất. Sau khi xin lỗi vì phản ứng bạo lực của mình, cô ấy tự giới thiệu mình là Miu Furinji và đề nghị Kenichi làm bạn với cô ấy. Cuối ngày hôm đó, sau buổi tập luyện của câu lạc bộ karate, Kenichi được một trong những thành viên khác của câu lạc bộ đưa ra tối hậu thư, họ sẽ chiến đấu vào tuần tới và người thua cuộc phải rời khỏi câu lạc bộ vĩnh viễn. Trong khi than thở về thất bại sắp tới của mình trong trận chiến sắp tới, Kenichi chứng kiến Miu chống đỡ ba tên côn đồ một cách dễ dàng. Chán nản với việc liên tục bị bắt nạt bởi những kẻ mạnh hơn mình, anh ấy hỏi Miu những lời khuyên về cách trở thành một võ sĩ giỏi hơn. Cô ấy hướng dẫn Kenichi đến võ đường của ông cô Ryo Zanbaku, nơi có một số bậc thầy về võ thuật cực đoan đã tập hợp để trau dồi khả năng của họ. Miu hứa rằng Kenichi sẽ trở nên mạnh hơn chỉ khi anh ấy có thể sống sót. Với những điều đáng ngại hiện lên trong đầu và sự xuất hiện của một băng nhóm tội phạm võ thuật được gọi là Ragnarok, đe dọa sự an toàn của những người xung quanh, Kenichi bước đầu tiên trên hành trình trở thành một võ sĩ đẳng cấp thế giới và là người bảo vệ của những người không có khả năng tự vệ. Bốn, Haichu Genso no Green Guard, thể loại hành động phiêu lưu drama fantasy, sợ hãi, sinh tồn, bản năng. Bị ném vào một vùng đất xa lạ, không có gì ngoài những ký ức mơ hồ về cái tên của mình. Họ chỉ có thể cảm nhận được ba cảm xúc này cộng hưởng sâu trong tâm hồn. Một nhóm người lạ, không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận công việc được trả lương duy nhất trong thế giới giống như trò chơi này, vai trò của một người lính trong quân đội dự bị, và loại bỏ bất cứ thứ gì đe dọa hòa bình trong thế giới mới của họ, Green Guard. Khi tất cả những ứng cử viên mạnh hơn tham gia cùng nhau, những người bị bỏ lại phải tạo ra một nhóm cùng nhau để tồn tại. Manato, một nhà lãnh đạo và linh mục có sức lôi cuốn. Haruhiro, một tên trộm thần kinh. Yume, một thợ săn vui vẻ. Shihoru, một pháp sư nhút nhát. Mokjo, một chiến binh tốt bụng. Và Ranta, một hiệp sĩ bóng đêm ồn ào. Nhưng đây không phải là một trò chơi. Không có sống lại hoặc hồi sinh. Nó là giết hoặc bị giết. Giờ đây, nhóm chiến binh yếu ớt tồn tại cùng nhau trong một thế giới mà sự sống và cái chết chỉ cách nhau một ranh giới mong manh. Ba, 100 Men no Inochi no Ue ni Ore wa Tateru, thể loại hành động drama fantasy isekai video game shonen. Yoshiya Yusuke cùng với các bạn cùng lớp Shindel Yu và Hakozaki Kusue đã được đưa đến một thế giới kỳ lạ và chưa được biết đến là nơi sinh sống của các sinh vật thần thoại. Ngay khi họ đến nơi, họ gặp một người tự xưng là Game Master, người sau đó giao cho họ một nhiệm vụ có giới hạn về thời gian. Để hỗ trợ họ trong nhiệm vụ này, anh ấy cũng ban cho Shindel và Hakozaki các vai pháp sư và chiến binh, trong khi Yoshiya ngẫu nhiên được giao cho vai một nông dân. Đây là cách mà cuộc sống phiêu lưu bận rộn bắt đầu với ba sinh viên. Giờ đây không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải hoàn thành các nhiệm vụ ngẫu nhiên cho một số giai đoạn trong thế giới tưởng tượng nếu họ muốn sống sót và bảo vệ thế giới thực khỏi ma quỷ và các quái vật mà họ gặp phải. 2. Arifureta Shokugyo de Sekai Saikyo, thể loại hành động phiêu lưu fantasy harem, được đưa đến một thế giới khác và bị bỏ rơi bởi những người bạn cũ của mình. Hajime đã vươn lên từ đáy địa ngục theo đúng nghĩa đen. Đó là trong mê cung,
nơi mà anh tăng cường sức mạnh phép thuật yếu ớt của mình và vô tình tìm thấy một số đồng minh xinh đẹp. Bây giờ, sau khi cứu bạn cùng lớp của mình, Hajime mạo hiểm để hộ tống Miu và mẹ của cô bé. Anh ta sẽ chiến đấu và đánh bại bất cứ ai để tìm đường quay trở về nhà, kể cả đó có là một vị thần. Một Wode Tian Jie New Yo, thể loại phiêu lưu fantasy lãng mạn siêu nhân siêu sức mạnh. Trong thế giới tu tiên hiện đại, khắp nơi đều là luật rừng, mọi người đều cảm thấy bất an. Sau khi cứu một cô gái tu luyện, nhân viên bảo vệ Ma Ying Xiong vô tình bắt đầu hành trình tu luyện của mình. Trên đây là top 10 anime có main trông yếu ớt nhưng lại sở hữu sức mạnh siêu ngầu mà mình muốn gửi đến cho các bạn. Và video đến đây cũng là hết mà rồi. Các bạn yêu thích thể loại này thì hãy để lại bình luận cho Thỏ Ngọc Anime biết để mình gấp rút cho ra mắt các top tương tự nhé. Thêm vào đấy nữa thì nếu thấy hay, đừng quên like, share video này với bạn bè và nhớ subscribe kênh ngay lập tức để đón xem những video mới nhất của bọn mình. Chân thành cảm ơn các bạn. Bye bye!